Thị trường dược Việt Nam chưa bao giờ hấp dẫn đến thế. Theo một báo cáo gần đây của Bộ Công Thương, trong năm 2013, tổng tiền mà người Việt Nam bỏ ra để mua các loại thuốc thực phẩm chức năng đạt khoảng hơn 2,4 tỷ USD. Cùng thời điểm này, BMI, Business International Monitor, cũng dự đoán đến năm 2016, ngành dược Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 17,2% một năm. Có thể nói, thị trường dược phẩm Việt Nam chưa bao giờ được hấp dẫn đến thế. Miếng bánh hấp dẫn nhưng cũng không phải dễ để ăn. Tuy nhiên, trong vòng 2 năm trở lại đây, nhiều người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy một số nhãn hiệu thuốc từng rất phổ biến trong ngành dược bỗng chốc doanh số tụt giảm và dần biến mất khỏi thị trường. Nguyên nhân được cho là vì sức ép cạnh tranh quá cao, chưa kể mỗi năm lại có một số lượng không nhỏ các công ty mới càng làm cho việc cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Trong hoàn cảnh này, chỉ có xác định chiến lược marketing dài hạn đúng đắn, đúng mới có thể mang cho doanh nghiệp sự tồn tại và phát triển. Thay đổi tư duy marketing trong ngành dược. Theo ông Nguyễn Huy Oánh, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội, trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hiện nay, nếu như các công ty dược vẫn làm theo cách marketing cũ mà không có sự thay đổi, thì cho dù thương hiệu có nổi tiếng cũng mau chóng chìm và quên lãng trong tâm trí khách hàng. Ông Nguyễn Thành Danh, nguyên Head of Business Operations Prefer Việt Nam cũng nhận định rằng trong thời buổi cạnh tranh, doanh nghiệp dược cần phải tự làm chính mình và điều đầu tiên là xây dựng tư duy chiến lược cho đội marketing, đội ngũ nhân viên. Tiếp đó, ngoài việc xây dựng đội ngũ trình dược viên giỏi, các công ty nên có sự đầu tư nghiêm túc để phát triển bộ phận marketing chuyên nghiệp nhất. Có như vậy, các doanh nghiệp dược mới có thể tiếp cận nhanh chóng được hai đối tượng khách hàng chủ chốt, bác sĩ là người kê đơn và bệnh nhân là người dùng trực tiếp. Như vậy, chúng ta thấy được vấn đề rõ ràng trong giai đoạn phát triển mới, thị trường ngành dược cần tập trung sâu vào việc làm marketing và marketing online là yếu tố không thể bỏ qua được đối với ngành dược. Thông qua marketing online, bác sĩ có thể tìm hiểu sâu về thuốc, có thể xem xét là thuốc kê đơn như thế nào và tư vấn đối với người dùng sử dụng thuốc. Và người dùng hiện tại bây giờ trong đầu họ đã bị cạnh tranh bởi rất nhiều các thương hiệu về dược, về thuốc và điều họ mong muốn là tôi có thể tìm được thông tin và những người tư vấn thông qua Internet lúc họ rảnh rỗi và thường là họ sẽ tự chuẩn đoán bệnh. Như vậy, nếu các bạn, những doanh nghiệp dược không tiếp cận thông tin, đưa thông tin một cách nhanh chóng lên Internet và thông qua các kênh marketing thì rất khó có thể tồn tại sâu trong tâm lý khách hàng được. Và để có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong công việc thực hiện marketing trên Internet dành cho ngành dược thì các bạn có thể liên lạc với dịchvuso.vn. Chúng tôi, doanh nghiệp chuyên sâu về marketing trên Internet dành cho ngành dược sẽ giúp các bạn có những lời khuyên và những hành động đúng đắn trong công việc làm marketing trên Internet. Thank you.